Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trang Du Học. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là chuyên mục Thông tin Du Học. Cộng hòa Singapore là quốc gia nhỏ nhất ở Đông Nam Á. Hòn đảo nhỏ bé này được bao bọc bởi eo biển Malacca và vùng biển Nam Trung Quốc, cách Malaysia chỉ 1 km qua eo biển Johor. Từng là thuộc địa của Anh, Nhật và sau đó tách khỏi Liên bang Mã Lai để trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore đã vươn lên mạnh mẽ thành một nước phát triển trên thế giới. Có được điều đó là nhờ những nỗ lực không ngừng của toàn thể chính phủ và người dân nơi đây. Singapore được coi là nước đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. Chính phủ Singapore đang thực hiện kế hoạch đến năm 2018 sẽ biến nơi đây trở thành một thành phố hàng đầu thế giới, một đầu mối của mạng lưới mới trong nền kinh tế toàn cầu và châu Á và một nền kinh tế đa dạng, nhạy cảm kinh doanh. Các tập đoàn nước ngoài mang đến phong cách và văn hóa làm việc của họ và đây cũng là những ngôi trường đào tạo cho người làm việc ở Singapore trở nên chuyên nghiệp hơn. Dù phải đối mặt với cạnh tranh rất lớn, nhưng đây thực sự là môi trường lý tưởng để học hỏi và nâng cao kỹ năng. Phong cách chuyên nghiệp thể hiện không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở kỹ năng giao tiếp, khả năng chấp hành kỷ luật công việc, làm đúng thời hạn. Dù không được ưu đãi về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng sức mạnh của Singapore lại nằm ở tinh thần làm việc cần cù, khả năng để thích nghi và đức tính kiên cường của người dân nơi đây. Tất cả những điều đó đã phần nào lý giải cho việc tại sao hiện nay Singapore lại được các bậc phụ huynh lựa chọn làm nơi rèn luyện tính cách cho con cái của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Singapore là quốc gia được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Bởi vì khi đến với quốc gia này thì các bạn được sinh sống và học tập trong một môi trường an toàn hiện đại. Và sau khi học xong thì các bạn còn có cơ hội việc làm tại Singapore cũng như là tại một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Singapore thì còn có nhiều sự tương đồng về văn hóa với Việt Nam của chúng ta, học phí hợp lý, thủ tục và visa đơn giản. Và trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành quản lý du lịch khách sạn và nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực tại trường OSAC International College cùng với chuyên viên tư vấn là chị Nguyễn Thị Quế Nhi đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Trúc Giang xin chào chị, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị Quế Nhi thân mến, theo như Trúc Giang được biết thì trường OSAC International College có đào tạo ngành quản lý du lịch khách sạn và được tổ chức Excel cấp bằng. Và hiện tại thì Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, thì chị có thể giới thiệu rõ hơn về tổ chức này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Trúc Giang. Thì Edexcel thuộc một phần của Pearson, là kinh doanh giáo dục lớn nhất thế giới và là chủ sở hữu của FT and Begin. Đây là đối tác với bằng cấp chứng nhận lớn nhất tại Anh, cung cấp chương trình học và bằng cấp nghề và các đợt kiểm tra cho các trường học doanh nghiệp tại Anh và quốc tế. Chứng nhận của Edexcel bao gồm QCF và BTEC từ cấp độ mở đầu cho đến cao đẳng nâng cao quốc gia, với danh sách hơn 1 triệu trường học và doanh nghiệp đăng ký được liên kết từ 45 quốc gia trên thế giới. Như vậy thì khi các bạn nộp đơn vào chương trình cao đẳng quản lý du lịch khách sạn, các bạn sẽ được học những môn nào thưa chị? Môn học thứ nhất là ngành công nghiệp du lịch khách sạn đương đại. Môn học này được thiết kế nhằm đáp ứng những vấn đề đương đại và cho phép người học phản ứng với các vấn đề ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khách sạn trong thời điểm học. Môn thứ hai đó là quản lý phát triển. Môn học này thiết kế một loạt các nguyên tắc và thực tiễn về hành vi quản lý. Người học sau đó có thể áp dụng kiến thức này để tự đánh giá, kiểm tra tiềm năng của riêng họ như một người quản lý tương lai. Môn học thứ ba là dịch vụ khách hàng. Mục đích của môn học là giới thiệu học viên đến với các nguyên tắc và mục tiêu của dịch vụ khách hàng nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh và dịch vụ, ví dụ như các loại hình thể thao và giải trí, du lịch khách sạn và đồ ăn uống. Môn học thứ tư là quản lý điều hành nhà hàng. Môn học này giới thiệu học viên đến với những khía cạnh thực hành của dịch vụ nhà hàng. Do tính chất của công việc thì người quản lý khách sạn cần phải có những kỹ năng thực hành cơ bản để có thể điều hành một cách hiệu quả hoạt động của nhà bếp lẫn trong nhà hàng. Môn học thứ năm là quản lý điều hành phân chia phòng. Môn học cung cấp cho học viên hiểu được tầm quan trọng và vai trò của tiếp tân là như dây thần kinh trung tâm của nối kết khách hàng với mạng lưới liên kết thông tin với các bộ phận khác. Và môn học thứ sáu là tài chính trong ngành công nghiệp du lịch khách sạn, quản lý điều hành du lịch khách sạn, quản lý hội nghị và phòng tiệc, quản lý nhân sự với các ngành công nghiệp dịch vụ. Chi tiết hơn thì các bạn hãy tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com.
đó là đối với ngành học du lịch khách sạn. Còn đối với ngành nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực thì như thế nào thưa chị? Khi học cao đẳng ngành nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực thì các bạn sẽ được nhận bằng của City and Guide, và City and Guide cung cấp khâu đánh giá và bằng cấp chứng nhận cho các trường học trong lĩnh vực kinh doanh và hiệp hội thương mại. Cơ quan chính phủ tại hơn 100 nước với hơn 120 năm kinh nghiệm trong việc xác định nhu cầu về đào tạo, phát triển công cụ đánh giá, tiến hành thực hiện và đào tạo huấn luyện nhân viên trong việc đánh giá. Nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực, khóa học này thì dành cho các đối tượng cần thực hành và làm việc trong các ngành công nghiệp khách sạn và nhà hàng quốc tế. Khóa học thiết lập những kiến thức và kỹ năng cần thiết từ khâu chuẩn bị thực phẩm và phương pháp nấu nướng lẫn nghệ thuật ẩm thực, cùng với trách nhiệm quan sát nhiều nền văn hóa. Và một vấn đề được rất nhiều các bạn sinh viên quan tâm khi đi du học tại Singapore, đó là không biết các phương tiện giao thông ở đất nước Singapore như thế nào. Các bạn có gặp phải những cái vấn đề về kẹt xe gây nên cái tình trạng trễ học hay không ạ? Chị có thể chia sẻ với các bạn về giao thông ở đất nước Singapore. Khi du học tại Singapore thì các bạn sẽ sử dụng hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở bên Singapore, và hệ thống giao thông công cộng ở Singapore là một trong những hệ thống đứng đầu trên thế giới vì sự tiện ích và hiện đại của nó. Nên các bạn có thể yên tâm khi tới quốc gia này. Các loại hình giao thông công cộng bao gồm như là taxi, xe buýt, tàu điện ngầm thế hệ mới. Có thể nói với các phương tiện này, các bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Singapore mà không điều gì phải lo lắng như khi đến bất cứ một thành phố nào khác ở châu Á. Bạn có thể mua thẻ trả trước để sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng ở Singapore. Giá của thẻ này là 15 đô la Singapore, trong đó có 5 đô la không được hoàn trả nếu không sử dụng. Thẻ này giúp tiết kiệm chi phí đi lại nếu bạn sống ở Singapore trong một thời gian dài. Nếu sử dụng thẻ thì cần nhớ quẹt thẻ khi lên xuống xe buýt hoặc tại các cửa ra vào ở các tàu điện ngầm. Và ngoài ra thì giá đi xe buýt cũng không quá đắt, vì vậy các bạn không gặp khó khăn khi đi lại tại Singapore. Trúc Giang vừa nghe chị Quế Nhi nhắc đến việc mua thẻ trả trước khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Thì đối với các thẻ đi xe buýt thì không biết là thủ tục sẽ như thế nào? Chị có thể hỗ trợ cho các bạn về vấn đề này ạ? Tân Đại Dương có một bộ phận hướng dẫn sinh viên tại Singapore, nên khi các bạn qua trường thì các bạn sẽ được bộ phận hướng dẫn sinh viên của Tân Đại Dương hướng dẫn chi tiết cho các bạn đăng ký mua thẻ tàu điện ngầm hoặc là xe buýt. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có các dịch vụ hỗ trợ các bạn sinh viên khi làm hồ sơ tại công ty, như là đăng ký nhà ở, đưa đón sân bay và chuyển trường khi học sinh có nhu cầu, hướng dẫn đóng tiền học phí sau khi đạt visa, hỗ trợ book vé máy bay với giá rẻ, hướng dẫn bước đầu khi tới nhập học tại Singapore, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tại Singapore. Để được hỗ trợ chi tiết về thủ tục hồ sơ, các bạn hãy liên hệ tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương ở quận 1, quận 5 và ở Nha Trang để được tư vấn rõ ràng hơn và hỗ trợ hoàn tất mọi thủ tục du học. Và theo như Trúc Giang được biết thì hầu hết các trường ở Singapore đều yêu cầu Anh văn đầu vào và thường là bằng IELTS. Như vậy thì đối với những bạn mà chưa có bằng IELTS vẫn muốn nộp đơn vào trường OSAC thì có được hay không thưa chị? Thì những bạn thường chưa có bằng IELTS tại Việt Nam thì vẫn apply vào trường OSAC nói riêng và các trường tại Singapore nói chung. Những trường hợp sinh viên không đạt yêu cầu tiếng Anh thì sẽ được sắp xếp làm một bài test tiếng Anh của trường để xét đầu vào tại công ty Tân Đại Dương. Và sau khi làm bài test kiểm tra tiếng Anh thì nhiều trường hợp sinh viên không đạt điểm tiêu chuẩn yêu cầu sẽ được học một cái khóa tiếng Anh tại trường trước khi vào chuyên ngành. Tùy vào bài kiểm tra tiếng Anh của sinh viên như thế nào, thời gian học tiếng Anh có thể dao động từ 4 đến 8 tháng, 1 đến 2 cấp độ. Để kiểm tra trình độ Anh văn của mình ở mức độ nào thì các bạn hãy tới các văn phòng của công ty Tân Đại Dương ở quận 1, quận 5 và thành phố Nha Trang để được kiểm tra trình độ Anh văn miễn phí nhé. Trúc Giang chân thành cảm ơn chị Quế Nhi vì những thông tin mà chị vừa cung cấp trong chương trình Hành trang du học kỳ này. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp ngay sau đây, Trúc Giang kính mời quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang du học. Về khí hậu, Singapore là một nước nhiệt đới. Khí hậu ở đây nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ trung bình hàng ngày từ 23 độ C đến 33 độ C. Các mùa không phân biệt rõ rệt, từ tháng 11 đến tháng 7 là thời gian mưa nhiều nhất. Bạn sẽ nhìn thấy những cơn sấm sét, nhưng nơi đây lại không có những trận cuồng phong bão nhiệt đới hay sóng thần như những nơi khác trong cùng khu vực. Khoảng thời gian nóng nhất là từ tháng 5 đến tháng 8, độ ẩm trung bình là 84%. Đây thực sự là một nơi tụ cư, một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Bạn sẽ được gặp gỡ với những người từ rất nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.
Trong số 4,4 triệu người thì có khoảng 76% là người Hoa, 15% là người Mã Lai, 8% là người Ấn Độ và khoảng 2% là người của các nước khác. Cũng có rất đông cộng đồng người quốc tế tại đây. Tuy nhiên, ngoài những con số thống kê trên, người dân nơi đây vô cùng thân thiện. Đó mới chính là điều quan trọng. Giao thông ở Singapore. Nhờ vào hệ thống giao thông công cộng và hệ thống thiết kế đường phố rất hiệu quả, bạn rất hiếm khi bị kẹt xe tại Singapore. Nếu muốn mua xe, bạn sẽ thấy giá cả rất đắt đỏ vì số lượng xe lưu thông trên đường bị luật hạn chế. Như vậy mới đảm bảo có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Điều này rất tuyệt vời cho những người đi đường. Hệ thống giao thông công cộng ở đây rất hoàn hảo. Hệ thống tàu điện siêu tốc MRT hoạt động từ 5 giờ 30 sáng đến tận nửa đêm, mỗi trạm cách nhau 3 đến 8 phút. Bạn có thể đọc cuốn sách hướng dẫn về MRT được đặt ở các kệ sân bay hay bất cứ các trạm MRT nào. Xe buýt công cộng chạy khắp đất nước Singapore, tất cả đều được trang bị máy lạnh và tiện nghi. Một số còn có cả TV. Xe chạy từ 5 giờ 30 sáng đến tận nửa đêm. Loại này đắt hơn một chút nhưng sinh viên sẽ được giá vé ưu đãi. Ngoài ra, bạn cũng có thể vẫy một chiếc xe trên đường hoặc xếp hàng ở một trạm taxi, hoặc bạn có thể gọi xe qua bưu điện. Hệ thống giáo dục và du học tại Singapore. Singapore là một quốc gia được coi là phát triển hàng đầu ở châu Á và trong khối ASEAN. Một năm học có 2 học kỳ 1 từ tháng 7 đến tháng 11, học kỳ 2 từ tháng 1 đến tháng 5. Cuối mỗi học kỳ đều có các kỳ thi, sau kỳ thi là các kỳ nghỉ 10 tuần. Đặc biệt, Singapore có một hệ thống giáo dục đại học hoàn hảo với các trường bách khoa, viện giáo dục kỹ thuật, các trường đại học tư thục và quốc tế. Với lợi thế môi trường giáo dục chất lượng, Singapore hiện thu hút một số lượng khá đông du học sinh Việt Nam. Sinh viên Việt Nam du học tại Singapore sẽ không phải bắt buộc chứng minh khả năng tài chính hay bất kỳ hình thức bảo lãnh nào khi đăng ký du học. Hơn nữa, chất lượng đào tạo được quản lý chặt chẽ bởi Bộ Giáo dục Singapore và các tổ chức quản lý có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho sinh viên quốc tế cũng như trong nước. Văn bằng sau khi tốt nghiệp tại Singapore với các chương trình liên kết với các trường đại học tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada đều được đánh giá cao và có khả năng liên thông lên các trường đại học liên kết. Với những điều kiện trên, Singapore đảm bảo cho học sinh các nước đến đây học tập. Chất lượng sống tại Singapore còn vượt hơn cả hai thành phố London và New York dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của tạp chí Forbes trên 39 lĩnh vực, bao gồm ổn định chính trị, tự do cá nhân, ô nhiễm môi trường, chất lượng chăm sóc y tế, trường học, nhà hàng và nhà hát. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng của các bạn du học sinh. Hành trang du học kỳ này xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.